Chào các bác nhá. Shop online Tân Ánh, Ngọc Ánh đến từ Nhà Nam Tân Yên Bắc Giang. Gửi lời chào toàn thể mọi người nhá. 5 đầu số điện thoại nhá. Các bác cần mua hàng tư vấn vui lòng liên hệ với 5 số điện thoại này. Gặp anh em trong tổ tư vấn bán hàng. Để các bác cần tư vấn về sản phẩm này, hình thức đặt hàng nhá. Hàng ship sale đây. Trong clip hôm nay xin giới thiệu với các bác một cái lô hàng, đó là giò gà rừng, giò bẫy gà rừng, giò bắp chuối loại cao cấp nhé các bác nhé. Hàng loại cao cấp, hàng giò 432. Đấy, anh em vẫn gọi giò này là giò 432, là hàng cao cấp nhất hiện nay nhé các bác nhé. Giò bắp chuối. Đấy, hàng thì cũng có tương đối là nhiều, các bác vui lòng cứ liên hệ với các số điện thoại để đặt hàng nhé. Hàng thì luôn luôn là ship COD, ship COD đi toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Thì kiểm tra hàng là các bác kiểm tra xem là cái sản phẩm của mình nhận được có đúng như lời quảng cáo giới thiệu của shop hay không. Thì đây tôi xin quảng cáo giới thiệu cho các bác về cái bộ giò bắp chuối, giò đón chuyên nghiệp, hàng cao cấp, gọi là giò 432, cho các bác nắm được nhá. Các bác vui lòng xem kỹ giúp tôi nhá. Dây liên kết là dây một sợi nhá, một sợi dạng bẹt thế này, rất là dai, chống rối nhá, không rối. Chân giò là chân đồng, đây chân đồng. Và cái bộ này là cái bộ giò phổ thông, bộ giò phổ thông là bao gồm là có 20 chân các bác nhé, 20 chân giò, mỗi một bộ nó có 20 chân. Đây các bác này. Đây. Đây. Giò này là giò bắp chuối hay còn gọi là giò đón nhé các bác nhé. Giò đón là giò dùng chuyên để đón, giò đón chuyên nghiệp nhé các bác nhé. Giò đón chuyên nghiệp, giò đón chuyên nghiệp có nghĩa là mình bẫy đón đường, mình bẫy đón đường cái nối mà con gà nó về ấy. Đấy, cái nối gà nó về ấy, thì mình cắm để mình đón đường của nó thì gọi là giò đón nhé các bác nhé, gọi là giò đón. Đây các bác nhìn này, chân đồng nhé, chân đồng, chân đồng này. Dây cáp là dây cáp xe, phía cuối là có khuyên đồng, có khuyên đồng như này nhé các bác nhé, khuyên đồng này, khuyên đồng và dù siêu bền. Cái cặng giò này là cặng giò mình gọi là giò 432, hay anh em còn gọi là cái giò gọi là đầu voi mà đuôi chuột đấy nhá. Đấy, đầu voi đuôi chuột, có nghĩa là phía dưới này ấy, là nó là giò to, nó là 4 sợi nhá, 4 sợi. Còn phía bên này trên này thì chỉ có 2 sợi cáp thôi. Đây, để các bác nắm được này. Đây. Đây là giò 432 nha các bác nhé, giò 432. Cái này nó rất là mảnh, quay thì các bạn hơi khó nhìn đấy. Ở phía gốc này này, phía gốc này nó là có 4 sợi nhá. Đây lên phía trên là còn 3. Và phía cái ngọn này thì sẽ còn 2. 2 sẽ cáp xe vào với nhau. Thì nó gọi giò này là giò 432. Đối với cái giò 432 này thì độ búng của nó cực tốt luôn. Độ búng cực tốt nhá. Rất là nhạy luôn. Đây, hàng này là hàng cao cấp nhất cho anh em chơi bẫy gà, chơi gà rừng nhé anh em. Hàng này hàng cao cấp nhất. Các bác lưu ý này, đối với cái hàng 432 này thì chỉ dùng được cho cái giò đón nhé, chỉ dùng cho giò đón thôi, chứ không có làm cái cáp 432 cho giò đá đâu. Chỉ duy nhất cho giò đón này nhé các bác nhé. Đây. Hàng 432, hàng cao cấp nhất. Cái hàng này thì sẽ đắt hơn hàng kia đấy các bác nhé, sẽ đắt hơn hàng kia đấy, tại vì cái này là cái cáp nó xe cầu kỳ hơn nhé. Chân đồng này, chân đồng nhé, khoan nỗ, khoan một nỗ này, hai nỗ này, ba nỗ này, là luồn dây cáp xuống. Cái dây cáp này đoạn gốc ấy là có 4 sợi cáp xe vào nhau nhé, 4 sợi cáp xe vào nhau. Nên đến đoạn tiếp theo thì sẽ có 3 sợi, đấy gọi là 4 3. Và cái đoạn cuối búp này thì sẽ còn 2 sợi nhé các bác nhé, gọi là giò 432. Cái giò này thì cực kỳ là cao cấp rồi, độ búng rất là cao, rất là tốt, độ nhạy rất là tốt nhé các bác nhé.
Thì đây là các bác chơi thì thể hiện cái đẳng cấp chơi. Hàng xịn, hàng đẹp nhất, hàng cao cấp nhất thì các bác chơi phải chấp nhận cái giá nó hơi, nó sẽ cao nhé các bác nhé, giá sẽ cao đấy. Đây bộ này là bộ 20 chân. Thế còn về giá cụ thể thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp đi để được cái giá ưu đãi nhất nhé. Dây dù siêu bền, màu ngụy trang. Đấy, màu ngụy trang. Hàng thì luôn luôn là ship COD các bác nhé. Số lượng hàng thì cũng có nhiều. COD, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng đúng như lời shop quảng cáo giới thiệu là các bác thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng nhé. Đấy, ship COD đi toàn quốc cho anh em, nhận hàng có đồng kiểm. Đấy là hình thức mua hàng. Đấy nha các bác nhé. Hình thức đây là cái dò 432, loại cao cấp nhất hiện nay nhá. Rồi mọi thông tin thì các bác mua nào cũng liên hệ trực tiếp với các số điện thoại mà tôi để đầu trang hoặc là bên dưới cái tiêu đề video nha các bác nhé, liên hệ trực tiếp. Ở nhà lại có mấy con mái rừng, mấy con trống mơ đang ghép để cho đúc lấy giống nha các bác nhé. Rồi xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái clip giới thiệu sản phẩm và phụ kiện bẫy gà sau nhé. Chào các bác. Đây các bác này. Đấy, 432. Gọi là đầu voi đuôi chuột đấy. Rồi xin cảm ơn các bác.